Hạt chim ngon quá. Nhai chậm, nhai chậm. Sao vậy? Thả miệng ra, sợ tiếu sợ cay, thả miệng ra. Thả miệng ra. Oh my god. Anh nhận cái tay che cũng được. Là màu xanh xanh không à? Hai cái mắt mày biến thành màu xanh rồi. Cái này không, tôi nghĩ mình nên bắt tay. Mình nên bắt tay, mình đồng cảm. Không biết ăn qua wasabi hả? Trời sao không nói? Chú cho nhiều quá à? Cũng không, rất là ít luôn. Mà tại vì không biết thì nó sẽ là nhiều. À. Nhưng mà ngon không? Explosion. Oh my god. Bùm 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 nổ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin Fort hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Bây giờ Thi, Thi hãy nói một cái điều gì đó mà Thi biết về tiếng Nhật mà ở đây chưa ai biết. Nó đúng là được ăn hả? Đúng vậy. Em nghĩ là từ này ai cũng biết. Nói điều gì mà ở đây chưa ai biết. Mấy anh em ở đây đây biết để mình còn học hỏi lẫn nhau chứ, đúng không? Chính xác. Tôi nói một điều mà chắc chắn mọi người sẽ trầm trồ với tôi. Người Nhật là những người nói tiếng Nhật giỏi nhất. Xuất sắc. Đâu à? Đúng rồi, đúng rồi. Không ai biết luôn. Tôi đã bắt đầu rồi, giờ tiếp theo. Vậy em cũng biết một cái. Người Nhật làm sushi ngon nhất. Đúng luôn. À không, cái đó bếp Nhật đúng có rồi. Nhiều đầu bếp Nhật nhất. Cái đó ai cũng biết mà. Thì trầm trồ mà. Ờ, quý nghĩa không bằng biết mà. Trời ơi, đúng rồi. Mà cái này là nói chuyện chơi chứ đâu có được ăn. Quá vòng rồi. Đó. Giờ hỏi thêm câu này, đẩy em ở đây hỏi câu này là trả lời mình nè. Ở bên Nhật, cái wasabi này người ta trồng như thế nào? Là lấy từ phần nào? Im. Trời ơi, sao bạn biết vậy bạn? Xem phim tài liệu. À, ở bên Nhật, wasabi lấy từ phần nào? À, lấy từ phần nào hả? Tất nhiên là phần rễ. Không, chính xác. Phải. Rồi, đúng không? Không phải là rễ. Hey, anh đầu bếp hãy trả lời. Từ cũ. Củ quá sao bị trồng ra cậu bị. Cái rễ là bỏ. Trước này bây giờ hỏi nè, ai trong ba bạn ai giơ tay nhanh nhất trả lời thì người đó là sẽ không, bọn mình phải đoàn kết. À không cần hả? À dạ cần, trời cần. Dạ cần, dạ cần. Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản. Nhiều người biết. Ồ, kết thúc rồi hả? Mình phải có chữ hết chứ. House Moving Castle. Không, chính xác. Doraemon. Không, chính xác. Doraemon. Chính xác. Yes. Cái đó ai cũng biết mà còn suy nghĩ thì khổ ghê. À. Cảm ơn Ngọc Hoàng. Nhưng mà chú búp cho con chén này là cũng để đó. Hiểu không? Con được ăn cái kia nữa kìa. Hiểu không? Cái đó để nó cho nó nguội thôi. À dạ. Đây, chú sẽ đưa vào đời. À, không. Nhưng mà nó vào đời rồi. À, trời. Chú sẽ đưa con đến Osaka. Yeah. Wow. Con nên ăn cái thử này đi hả? Hết rồi, hết cái sắc kiếm rồi. Sắc kiếm ngon quá. Nhai chậm, nhai chậm. Sao vậy? Miệng ra, sợ tiếu sợ cay, thả miệng ra. Thả miệng ra. Oh my god. Anh nhận cái tay che cũng được. Là màu xanh xanh không à? Hai cái mắt mày biến thành màu xanh rồi. Cái này không, tôi nghĩ mình nên bắt tay. Mình nên bắt tay, mình đồng cảm. Không biết ăn wasabi hả? Trời sao không nói? Chú cho nhiều quá à? Cũng không, rất là ít luôn. Mà tại vì không biết thì nó sẽ là nhiều. À. Nhưng mà ngon không? Explosion. Oh my god. Bùm 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 nổ. Đây giờ mình bắt đầu húp húp lậu. Wow, cái vị đúng là lậu hải sản thiệt. Sao ăn có biểu kiến nào mấy đứa? Ăn để coi tinh tí nè. Phát biểu nè. Ừ. Giống quảng cáo quá. Nhanh nó đúng. Nó
đúng không? Bản chất cái nước lẩu này nó đang đã nêm nếm mà kim chi với lại cái gia vị miso đã thơm rồi, mà còn thêm đầu cá hồi rồi hải sản vô nữa thì cái nước ngọt nó ra thế còn ngọt khủng khiếp nữa, ăn nó đã lắm. Sao vậy con? Ngoài biển mày không bơi, mày chui vô kim chi mày bơi. Mày bơi chi thì bên kia nó nhìn mày nãy giờ. À dạ. Nữa hả con? Thôi con, một lần văn dở nha. À dạ. Ê con, ăn ăn thử này chưa? À dạ chưa. Trời ơi, đây cái này phải chấm với mùn tạt mới ngon được. Thôi. Rồi, nói cho em không thôi. Ờ, nhỏ miệng xe L luôn á. Ngon lắm nè, đừng có đùa. Phát biểu cảm tưởng. Trong biển mình nướng trong lò vi sóng, cảm giác vừa giòn giòn nó mềm mềm, cái sốt hơi the the một xíu mà nó sực sực ấy. Cái món này á, món này là nó màu màu cam cam, còn vỏ ngoài thì nó màu xanh xanh, nó trái ăn cam. Không không, cái tên mày vú sắc nó hay chữ. Cái đó ăn tốt cho cả con gái và cả con trai luôn. Và nó tăng không quên rồi đấy nè. Qua quên đem lại kìa. Quê của chị nè, chữ cuối cùng là quê của chị. Còn đầu tiên á là cái quê chị bán nhiều này lắm. Trước khi quê chị bán nhiều này lắm. quê chị bán nhiều này lắm. Uống nấm đã. Đà Lạt bán gì nhiều nhất? Sữa đậu nành. Mời nói chữ gì? Quyết nói chữ gì? Này là một món gọi là bữa đó chị chào ăn tối. Đúng rồi. Ê, bỏ qua không hiểu lần mua là cái gì. Nè, nãy thêm món gì? Đinh. Nãy em không được nói. Hủ mắm tôm. À, bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, chính xác. Đậu hủ mắm tôm. Cái tô đồ chi. Cái đó là sao tôi đâu biết. Đổi hả? À, cái Noel, này giải thích từ từ nè. Noel có hay có chân trái gì? Giáng sinh á? Không, Halloween. Halloween. À, đúng rồi. Bingo. Bí ngô là thằng quà với là rồi. Hết rồi, hết. Miss Thi đã trả lời đúng được 2 bản là 4 điểm. Nếu bây giờ nhớ được cái số lượng mình đếm 5 điểm nữa là 9 điểm. Em xin theo cái trí nhớ kiệt xuất của em 75, 42, 38. Em nghĩ là 70. 70 là một đáp án. Lúc này Edith sẽ sai rồi. Bảy mươi là một bán chính xác. Là điều không bao giờ xảy ra. Không chính xác, 72. Trời ơi. Ủa, thôi đang là 72 mà. Dạ hôm nãy em nhớ em bỏ thêm 2 hột vô. Em nghĩ là chắc là 70 là đủ rồi. Ai ngờ 72. Hai cái hộp đó. Có nghĩa là các bạn chỉ mang về được 4 đáp án. Đồ của mình không đoán được bản nào. Không được, nhưng mà nhờ sự trợ giúp được. Nhưng mà nhờ sự trợ giúp. Là nếu bây giờ mà đoán đúng cái phần đầu á là được 5 điểm. Có nghĩa trời là gì? Vẫn hơn được 1 điểm. Là kèo luôn hả trời. Bên kia đúng được 2 bản luôn. Mình tại vì em nghĩ là món cái mở đầu là khai vị nó chưa ngon lâu, nên là anh sẽ gán thua để cho tụi em ăn mở màn. Dạ. Món cuối ngon lắm. Mùa 2 anh chơi món cuối ngon cực kỳ. Dạ luôn. Không, mùa em chơi món cuối không có ngon lắm. Chứ món đầu mới đỉnh nhất. Đỉnh nhất nào hả? Và bạn bè tin không? Em nghĩ là em theo trí nhớ của em siêu phàm cũng ngang ngửa Miss Thi, đó chính là 25. Ủa sao mặt anh bất không biết tin nữa vậy? Nó rớt, rớt mót hay còn. Em thở nha. Ta. Chính xác. Từ từ, còn phía sau. Còn phía sau. Các bạn là người bước vào đại tiệc. Đáp án là 25.